Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn đã tham gia vào một cái kèo khá là ngon, vì đây là cái một trong cái hệ sinh thái của sàn Gemetalo, cho nên nó cực kỳ là uy tín và tiềm năng các bạn nhé. Thì ở đây thì chúng ta tham gia sớm vào cái dự án này thì chúng ta sẽ nhận được 10 cái điểm Wizzy Point, và chúng ta sẽ cái điểm Wizzy Point này sau khi mà dự án phát hành app ra cái app cho cả hai hệ điều hành Android cũng như iOS thì chúng ta sẽ được quy đổi sang tiền Việt Nam. Và hiện tại thì dự án chưa công bố là 10 cái điểm Wizzy Point này sẽ quy đổi được ra bao nhiêu tiền Việt Nam, thì cái này hiện tại thì dự án chưa công bố, nhưng trước tiên thì chúng ta nhận miễn phí thì các bạn cứ tham gia. Và ở đây thì chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta vào thực hiện một cái lệnh quy đổi từ cái Việt Nam đồng sang USD là chúng ta sẽ nhận được 10 cái điểm Wizzy Point này. Cái kèo này thì khá là uy tín và chất lượng bởi vì nó được phát hành bởi sàn Gemetalo, cũng như là nó cũng là một trong cái hệ sinh thái của sàn Gemetalo các bạn nhé. Rồi, trên trang Twitter chính thức của Zlex Blockchain thì đã có tích xanh và có 130.451 người tham gia, và đã có rất là nhiều cái bài tít về cái sự kiện Aerobe mà của cái dự án Intavizy này, thì mình cũng chia sẻ đến cho các bạn để cho các bạn nắm được cái thông tin. Hãy bắt tay vào hành trình tích lũy Wizzy Point của bạn ngay hôm nay để nhận được một số đặc quyền hấp dẫn khi chuyển tiền quốc tế khi Intavizy chính thức giảm xuống, và Aerobe điểm dây đang diễn ra tại đây. Đó, thì các bạn kích vào đây thì nó sẽ có một cái thông tin này. Ngoài cái việc mà giao dịch phí không đồng thì sự kiện Aerobe Wizzy Point là giao dịch thực sự chuyển đổi điểm dây thành tiền mặt và trang trải các khoản phí quốc tế, đăng ký giới thiệu bạn bè và tích lũy điểm nhận được đặc quyền, thêm chi tiết khi ra mắt. Đó, và đây là cái thông tin chính về cái sự kiện của cái dự án này. Và ở trên này thì cũng chia sẻ khá là nhiều cái thông tin về cái sự kiện này, thì mình cũng chia sẻ để cho các bạn nắm được. Đây, thông tin chính về sự kiện nhé. Không có Aerobe token nào ở đây cả, và chỉ là hồi hộp thôi. Aerobe Wizzy Point, đăng ký ngay để nhận ưu đãi không phí và nhận 10 điểm tại đây để đổi chúng thành USD và rút về tài khoản ngân hàng của bạn. Ngoài ra, chúng ta quy đổi được cái USD, chúng ta cũng sẽ quy đổi được cái tiền Việt Nam đồng và rút về ngân hàng khi mà nó phát hành app các bạn nhé. Và đăng ký nhận miễn phí trước ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức là ngày trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Và đây thì nó ghi ngược các bạn nhé. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản, và sau đó thì chúng ta sẽ nhận 10 cái điểm point này. Thì cái link đăng ký này thì mình sẽ để với phần mô tả của video để các bạn kích vào. Rồi, khi các bạn kích ra thì nó sẽ ra cái thông tin như thế này này: thanh toán tại nhà, nhận tiền đa quốc gia. Đó, và ở đây thì chúng ta có cái phần để chúng ta quy đổi này. Trước tiên thì chúng ta sẽ tạo tài khoản trước, thì các bạn kích vào cái nút đăng nhập cho mình. Đăng nhập cũng là đăng ký tài khoản luôn các bạn nhé. Thì ở đây nó sẽ có cái ba cái cách để cho chúng ta đăng ký tài khoản. Một là chúng ta sử dụng địa chỉ Gmail, tài khoản Gmail chúng ta đang đăng nhập ở trên app. Hai là chúng ta liên kết bằng Facebook, Apple. Thì hai cái này vẫn chưa ra mắt, thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái tài khoản Google của chúng ta. Các bạn kích vào đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cái tài khoản mà chúng ta đang đăng nhập ở trên điện thoại của chúng ta. Đó, thì ở đây thì mình sẽ chọn một cái tài khoản này để chúng ta liên kết với cái dự án này. Rồi, đó, cái cách đăng ký khá là đơn giản. Sau khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ bấm vào cái phần thực đơn để các bạn sẽ thấy được cái tài khoản của bạn ở đây. Đó. Rồi các bạn quay trở lại thì ở đây nó có cái phần ngôn ngữ nhé, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, thì các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt cho mình này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh quy đổi. Ở đây thì chúng ta sẽ quy đổi, các bạn tùy ý các bạn quy đổi, ví dụ như ở đây mình sẽ quy đổi là 1 triệu, các bạn cứ quy đổi nhé, chứ không, người ta không bắt chúng ta phải nạp tiền các bạn nhé. 1 triệu chúng ta sẽ quy đổi được sang là 40.89 đô la. Thì sau khi các bạn nhập xong thì các bạn kéo lên, các bạn nhấn vào phần giao dịch hối phiếu. Ok, như vậy là các bạn đã thực hiện giao dịch xong, thì nó sẽ ra chuyển chúng ta đến cái phần này, khám phá ưu đãi dành riêng cho người dùng, truy cập sớm, chúc mừng giao dịch của bạn đã được khởi tạo thành công với ưu tiên không phí không đồng và 10 điểm. Ở đây thì các bạn sẽ đã nhận được 10 điểm dây, tức là 10 cái điểm Wizzy Point, thì các bạn kích vào đây này.
Ở đây thì điểm WIZI là điểm tích lũy từ các giao dịch chuyển tiền hoặc giới thiệu bạn bè cùng tham gia giao dịch chuyển tiền tại InterWIZI. Điểm WIZI có thể được quy đổi giá trị sang đồng tiền cơ sở của bạn, tức là có thể chuyển đổi sang tiền Việt Nam của bạn nhé, và rút trực tiếp về tài khoản ngân hàng hoặc dùng cho các giao dịch chuyển tiền sau này. Lưu ý rằng thì tổng số điểm WIZI bạn tích lũy chỉ có giá trị sử dụng sau khi bạn hoàn tất việc xác minh danh tính KYC, tức là sau này thì chúng ta dự án đã phát hành cái app thì chúng ta sẽ phải vượt qua KYC, một cái bước qua KYC tài khoản nữa, thì khi đó thì ứng dụng eZVC chính thức ra mắt và thông tin chi tiết khác về điểm WIZI cũng sẽ được công bố tại thời điểm này. Đó, gửi lệnh chi tiết này. Và tiếp theo về cái phần thưởng mà giới thiệu bạn bè các bạn nhé. Về cái phần thưởng giới thiệu bạn bè tạo lệnh chuyển tiền, cả hai đều nhận được ưu đãi không giới hạn và số lượt chia sẻ và các ưu đãi khác nhận được. Đây, ngẫu nhiên bạn sẽ là nhận được từ 1 đến 5 điểm WIZI và 0.1 đến 0.3% hoàn tiền từ giao dịch chuyển tiền của tuyến dưới, rút tiền khi đạt đến 230.000, tức là 1 đô. Bạn bè sẽ nhận được 1 điểm WIZI ưu tiên giao dịch chuyển tiền không phí. Và ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link. Thì các bạn copy cái link mời này, chia sẻ trên các cái trang mạng xã hội tuyển Z. Và cũng như ở bên dưới này, nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái mã mời. Thì các bạn chia sẻ cái mã mời này, mời bạn bè tham gia. Ở đây thì bạn đã nhận được này, điểm WIZI là 11 điểm này. Tổng phí giao dịch là 0 này. Thông tin giới thiệu này. Ở đây thì mình chưa giới thiệu cho nên là nó sẽ báo ở 0 ở đây. Và ở đây tạo thành công lệnh chuyển tiền thì cũng chưa các bạn nhé. Bạn giới thiệu trình bày này. Ở đây chỉ cần 3 bước đơn giản thì bạn có thể là mời được, bạn nhận được ưu đãi này, chia sẻ link giới thiệu này, đăng nhập hoặc đăng ký email, sau đó mời bạn bè bằng cách là chia sẻ liên kết giới thiệu và cả hai đều nhận được phần thưởng. Hai là mời bạn tạo lệnh chuyển tiền thì yêu cầu bạn bè sử dụng liên kết mà bạn đã chia sẻ, tiến hành đăng ký email và tạo lệnh chuyển tiền. Tiếp theo về nhận thưởng, nhận ưu đãi ngẫu nhiên từ 1 đến 5 WIZI cho bạn và từng người giới thiệu. Đồng thời bạn sẽ nhận được 0.1 đến 0.3% hoàn tiền từ giao dịch chuyển tiền của tuyến dưới. Và tiền rút chỉ đạt 230.000, tức là khi các bạn đã đạt là 230.000 tiền Việt Nam thì các bạn có thể thực hiện cái lệnh rút tiền về tài khoản. Thì đây là một cái kèo khá là tiềm năng thuộc của hệ sinh thái của sàn Zimetalo. Bước trên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký tham gia và nhận 10 cái điểm WIZI. Thì cái thông tin sau này khi mà ra app cũng như là quy đổi cái điểm point này sang cái Việt Nam đồng để rút về tài khoản ngân hàng thì mình tiếp tục cập nhật với các bạn ở những cái video sau. Thì cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn những cái thông tin như vậy. Ở cái video này thì mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.